Gì đây? Sao? Tư. Cái gì? Chính muốn nhờ Tư một chuyện. Ô, nghìn năm tự nhiên hôm nay đi nhờ. Sao? Nhờ cái gì? Thì bữa nay em có chuyện mới qua nhờ Tư đó. Nhờ cái gì? Bóng đèn nhà chính bị hư rồi, Tư qua sửa giùm nha. Đi 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 đi, mất thời gian đi đi. Đâu, cái gì hỏng? Đó, cái bóng đèn đó đó. Bóng đèn này hả? Tôi sửa phát một để xong ngay nhé. Ôi ôi, này, mà cái dây điện của nhà bà nó cũ lắm rồi. Sao bà không bảo thợ điện nó thay đi? Rồi mấy ông thợ điện cũng nói như ông vậy đó. Mà bây giờ điện dịch chết hết rồi. Trời, màu đã xanh cỏ. Thôi 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 thôi, không không không, tôi không làm đâu, trời ơi. Trời ơi, ông là người bạn láng giềng thân thiết nhất của tôi, nên tôi mới nhờ ông đó. Này, có ai hàng xóm láng giềng thân thiết với bà ấy, mà chả ai hàng xóm láng giềng mà cho nhau vào cái cửa tử này hết á. Tử xong rồi sinh lại. Này, tôi không có nhu cầu sinh lại nhá. Bà tự đi mà sinh, đi sinh một mình đi. Đi mà sinh. Không, ông này. Không giúp được nhá. Thôi thôi thôi. Ê,